Hôm nay anh sẽ hướng dẫn các em cách tạo một cái phiếu để trả hàng đổi sai cho khách. Thì đầu tiên thì chúng ta phải tìm được cái hóa đơn của bạn đấy đã. Đầu tiên chúng ta vào phần hóa đơn này. Phần hóa đơn, ví dụ như là anh tìm của bạn đổi màu cam đi, màu cam bu le sang màu kem. Thì bình thường là sẽ tìm theo mã vận đơn, nhưng anh không có mã vận đơn đây thì anh tìm theo cái mã tên mã sản phẩm U-CAM20 đấy, tìm kiếm ấn vào đây thì bạn ấy mua ở trên TikTok đây, có đơn TikTok shop đây, TTS đây, TikTok shop ngày 25 tháng 2, khá khớp, anh chọn anh xem phải không nhé. Đây là Hà Nội Hoàng Mai, đúng rồi đúng không? Thì ta sẽ lập một cái phiếu trả hàng, là số lượng là một, hàng bạn ấy đổi sang là Bu Le Kem 20. Đấy. Đổi ngang giá ở đây các bạn là 910, thì đây mình cũng đặt là 910. Đúng không? Và đây là vì là đổi do cái lỗi sức của mình chịu phí 2 triệu, thì cái phí 2 triệu của mình là hết là 100.000, thì mình sẽ điền lên 100.000, coi như là giảm giá cho khách hàng, và cái phí này là phí mình chịu. Còn với trường hợp mà khách chịu phí ấy, thì mình để nguyên, mình cũng không cần phải điền thêm cái phần giảm giá này vì khách chịu rồi. Thì mình ấn nút trả hàng, thế là xong. Cancel.